Đón gió tập 17, đi tìm bốn mùa. Tại một nơi xa rất xa, có một xứ sở tên là Ánh Sáng. Xứ sở Ánh Sáng vô cùng tươi đẹp và hùng vĩ, luôn tràn ngập sắc màu và sự sống. Cỏ cây mới nhú ra thì đã úa tàn, bốn mùa như hoa vào làm một. Ngày hôm đó thì người trị vì của vương quốc là nữ hoàng Queen phát lệnh xuống cho toàn người dân. Hỡi toàn thể thần dân vương quốc Ánh Sáng, ta rất tiếc phải báo tin cho các ngươi rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thời tiết tệ chưa từng có. Nếu ai có thể khắc phục được tình trạng này, ta sẽ trọng thưởng cho người đó. Một cậu bé chăn cừu nghe được điều ấy từ nữ hoàng Queen thì quyết tâm sẽ thực hiện cái quest này. Quest này chắc chắn mình làm được. Nghe kể có một vùng đất ở dãy núi rất xa tận cùng phía bắc có các tinh linh bốn mùa trú ngụ. Chuyến hành trình quest đi tìm những vị tinh linh bắt đầu. Đi được tầm hơn chục cây số thì cậu bị chặn lại bởi một con sông. Cậu ngó qua, ngó lại. Chợt, trong đầu cậu có một câu hỏi. Question. Lạ nhỉ, khúc gỗ này có vẻ mềm mềm. Vừa nói xong, khúc gỗ ấy bỗng trồi lên hai cái mắt. Ôi rồi, hóa ra đó là một con cá sấu. Ôi con cá sấu, cứu tôi với, cứu tôi. Con cá sấu há miệng rộng ngoác, lao tới ngoạ. Cậu nhóc sợ hãi, giơ cây gậy ra đỡ. May mắn thay thì gậy chăn cừu của cậu vừa kẹp vào hàm của con cá sấu, khiến cho nó không thể nào làm gì được. May quá, thoát được rồi. Nhân cơ hội ấy, cậu đã nhanh chóng mà bơi sang bờ bên kia. Đi qua con sông, cậu đi đến một sườn núi rất cao. Vùng đất của các tinh linh bốn mùa đã hiện ra trước mắt. Cậu nhóc chăn cừu bước vào một cái hang vòm cực rộng. Trước mặt cậu là các tinh linh bốn mùa đang to tiếng với nhau. Mỗi người đều phát ra những màu sắc khác biệt. Màu xanh hoa lá của tinh linh mùa xuân, spring. Màu vàng nắng chói là của tinh linh mùa hạ, summer. Màu cam hồng buổi hoàng hôn là của tinh linh mùa thu, fall. Và màu trắng lạnh lẽo là của tinh linh mùa đông, winter. Mọi người cãi nhau chuyện gì thế? Bọn tớ chỉ đang đấu tranh cho quyền lợi của mình. Năm nào cũng thế, xuân, hạ, thu rồi lại đông. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu là lần. Bọn tớ có chán với điều đó rồi. Thế nên là bọn tớ đang chơi xúc sắc để thay đổi vị trí các mùa đó. Nhưng mà mùa đông không chịu thừa nhận kết quả, cứ đòi xác đi xác định lại cơ. Mùa đông đánh đá. Có xác đến mấy thì lần nào tớ cũng bị chết cuối. Chán lắm. Thế cách gì như cũ đầu. Thế là cả bốn mùa lại tiếp tục cãi nhau. Ngoài trời thì thời tiết càng ngày càng xấu. Cậu bé chăn cừu mất kiên nhẫn. Nhân lúc chiếc xúc xắc vừa tung lên, cậu đã nhanh tay chộp lấy và chạy mất. Các tinh linh đang cãi nhau bỗng yên lặng. Quiet. Các bạn nghe tớ bảo này. Xuân làm cho cây lá tươi tốt nhá. Hạ có trái ngọt hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao. Và đông ấp ủ mầm sống để khi xuân đến cây có còn trồi nảy lộc. Đó, ai cũng có vai trò người đó. Các tinh linh to tròn con mắt như vừa được khai sáng. Ồ, hóa ra là thế. Vậy chúng tớ sẽ quay trở lại tuần tự bốn mùa. Xuân, hạ, thu, đông.
Cảm ơn cậu đã giảng hòa cho chúng tớ nhé. Sau ngày hôm đó, thời tiết đã trở lại bình thường, không còn cảnh trên đông dưới hè nữa. Cậu bé Chăn Cừu trở về xứ sở ánh sáng. Cậu kể lại câu chuyện hành trình, quest, ly kỳ của mình. Và nữ hoàng Queen đã phong cho cậu làm người giám hộ của những tinh linh bốn mùa. Spring, spring. Summer, summer. Fall, fall. Winter, winter. Queen, queen. Quest, quest. Question, question. Quiet, quiet.